Thời điểm này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bệnh viện trong tỉnh đã phân công trực ở cả 4 cấp: trực lãnh đạo, chuyên môn, hành chính hậu cần và bảo vệ tự vệ, đồng thời dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, dịch truyền, xây dựng phương án thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp. Để đảm bảo tất cả người bệnh được cấp cứu kịp thời, các bệnh viện đã xây dựng phương án tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm như cấp cứu, hồi sức tích cực, chấn thương, gây mê hồi sức, phẫu thuật thần kinh, lồng ngực, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu. Song song với việc thực hiện cấp cứu tại bệnh viện, thì bệnh viện đã tổ chức các cái đội cấp cứu ngoại viện và tổ cấp cứu lưu động. Thì đối với trực ngoại viện thì bệnh viện đã tổ chức làm hai đội, tức là đội cấp cứu về ngoại khoa và nội khoa để đảm bảo tốt nhất việc phục vụ bệnh nhân. Và ngoài ra thì bệnh viện cũng đã có những cái ban để thực hiện cái trong cái phòng chống dịch nữa. Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng lên kế hoạch thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên y tế làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, những người bệnh còn nằm điều trị tại bệnh viện, đồng thời giải quyết thủ tục ra viện kịp thời, giúp những bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện về vui Tết cùng gia đình.